Ngày 18 tháng 5, Tổ chức Công đoàn các lái tàu Đức tuyên bố sẽ tiếp tục kêu gọi các lái tàu công ty đường sắt quốc gia Đức đình công. Đây là cuộc đình công thứ 7 do bất đồng với giới chủ về quyền lợi của các lái tàu. Cuộc đình công nhiều khả năng sẽ kéo dài quá kỳ nghỉ lễ Pfingsten vào ngày 25 tháng 5 tới. Có nhiều thông tin trước đó nói rằng trong cuộc đình công mới này, Tổ chức Công đoàn lái tàu Đức sẽ kêu gọi các lái tàu nghỉ việc kéo dài 240 giờ, tức 10 ngày. Tổ chức này đã cáo buộc các đại diện tham gia cuộc đàm phán kéo dài 20 giờ cuối tuần qua không muốn thỏa hiệp nhằm thay đổi luật thống nhất về mức lương sẽ có hiệu lực vào mùa hè này, cũng như muốn hạn chế ảnh hưởng của các tổ chức công đoàn quy mô nhỏ như Tổ chức Công đoàn các lái tàu Đức. Tổ chức Công đoàn này yêu cầu Công ty Đường sắt Quốc gia Đức phải có biểu lương khác nhau cho các nhóm nghề nghiệp khác nhau trong ngành đường sắt. Cuộc đình công mới nhất của các lái tàu kéo dài 6 ngày vừa kết thúc hôm 10 tháng 5 vừa qua. Đây là cuộc đình công kéo dài nhất trong lịch sử 21 năm của Công ty Đường sắt Quốc gia Đức, khiến 1/2 số tàu của công ty này phải ngừng hoạt động, gây ảnh hưởng tới hàng triệu hành khách cũng như tổn thất hàng trăm triệu euro.